Kỳ này là có cho bé tham gia cái chương trình gì khám phá trong ngày của trung tâm quyền được trẻ cần thơ. Thì sau chương trình thì mình thấy là bé hát rất là nhiều, bé năng động, mà lúc trước là bé rất là ít nói, nhưng giờ thì bé nói rất là nhiều. Và mình cảm thấy rất là cảm ơn trung tâm đã tổ chức cái chương trình này. Tại vì những bé ở thành phố thì không thể có những cái trải nghiệm như vậy được. Cho nên là mình rất là muốn trung tâm sẽ còn tổ chức nhiều cái chương trình như vậy nữa, để cho mình có cơ hội cho bé của mình có tham gia được thêm nhiều chương trình hơn. Công là phụ huynh của hai bé Trần Minh Anh và Trần Minh Đức, vui để con tham gia chương trình trải nghiệm năm ngày trải nghiệm của chương trình tuổi trẻ Cần Thơ. Rất là cảm ơn chương trình mà bạn đã tạo điều kiện để cho các bé được trải nghiệm cuộc sống nông thôn, mà do công việc mà vợ chồng tôi không có cho bé được trải nghiệm, thì như cái dịp này cho bé được trải nghiệm và cho bé được sống hòa đồng với mọi người, tiếp xúc với mọi người, chứ không là nhà đi làm xong đi về trong nhà không tiếp xúc ra nó thiếu năng động. Rồi khi mà về nhà, khi mà trải nghiệm thì có những cái mà mới mẻ, con về cũng nói lại là gì, con của anh ấy có làm bánh, làm rau câu ở ngay bữa đó về là con bé là nói mẹ là lấy dụng cụ để con làm, con cho cha mẹ thưởng thức. Bữa nay là con đã học được cách làm bánh. Chị tên là Nguyễn Thị Việt Ngân, chị là mẹ của bé Du Ngọc Âm Viên đang học lớp 3 ở trường Nguyễn Du. Thì chị cảm ơn trung tâm và bạn Hồng Anh cũng như toàn bộ cái team tổ chức chương trình đã chuẩn bị cái chương trình rất là kỹ lưỡng và chu đáo. Đã chăm sóc các bé trong suốt 5 ngày trong chương trình kỳ nghỉ khám phá này. Thì Âm Viên về thì Âm Viên hay kể lại một hoặc hai những cái điều mà thú vị nhất trong ngày. Có hôm thì bé có kể về cái việc mà con đã vượt qua cái độ cao, con đi bằng treo dây an toàn, con đi như thế nào và con rất là sợ, nhưng cuối cùng con đã vượt qua. Và những người bạn hoặc những người bạn dễ thương, rồi là những cái trò chơi như là đi qua mẹ nhận, đúng không? Có một cái bạn trầu bo là mẹ đi qua không được, phải đẩy tít đi qua. Rồi những cái món bánh và những trò chơi mà bé làm. Thì chị nghĩ cái chương trình này ra 5 ngày thì cho bé những cái trải nghiệm và những cái kỷ niệm vui. Nhưng mà sau đó thì vấn đề còn lại là ở chỗ gia đình có dành thời gian ra để có thể đồng hành cùng con, cho con những cái trải nghiệm tiếp theo hay không, hay là chỉ dừng lại chỗ đó. Thành ra cái vai trò của gia đình rất là quan trọng. Chị nghĩ là ở trong cái thời có biểu hành tuần của gia đình ấy, thì tụi chị vẫn sẽ từ đây tụi chị sẽ sắp xếp một cái ngày chủ nhật hoặc là cái chiều thứ bảy để có thể làm bánh cùng con. Tại vì trẻ con mà được vận động tay thì nó sẽ phát triển trí não rất là tốt và cái kháng thích thêm cái tình cảm gia đình của các thành viên với nhau. Cái đó là cái sự thay đổi trong bản thân chị. Cái điều bé kể đó làm cho mình suy nghĩ và mình nghĩ là mình cần phải thay đổi gần với con hơn. Và mình không làm bánh cùng con mà tới đi trong kỳ nghỉ này nó mới được làm bánh. Xin cảm ơn các bạn đã trong chúng ta.